sẽ từ 27 cho đến 31 độ. Riêng khu vực Nam Bộ, nhiều nơi sẽ từ 32 cho đến 34 độ, khá là nóng. Đến đây bản tin của chúng tôi xin được kết thúc. Và ngay sau đây là dự báo cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới. Xin được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân vận khéo do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lực lượng của dân rất to, việc